về rồi. Mà anh nè, sao cái tụi Charu biết mình quay về quá khứ vậy? Cái chuyện này thì anh cũng không biết nữa. Nhưng mà bọn chúng quả thật là nham hiểm, dám có ý nghĩ là nhốt tụi mình ở lại quá khứ mới ghê chứ. Mà công nhận, cái đám này không tự lượng sức. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng thắng chứ bộ. Đúng. Yeah. Đồ quá khứ. Trở lại bình thường rồi. Công nhận là mặc đồ của mình thoải mái hơn ha. Đồi đông rườm rà nóng nực. Đồng ý. Thoải mái thiệt. Đi. Tức thiệt à? Chút xíu nữa thôi lấy được sợi dây chuyền rồi. Đúng rồi. Thiệt tình tức ơi là tức luôn á. Có gì đâu mà tức với lại tiếc hả? Trời ơi, hồi nãy hả muốn chết luôn á. Xém xíu nữa là chết rồi. Đã không sử dụng được phép thuật rồi hả, là còn bị muôn thú đuổi giết nữa. Trời ơi, bộ các ngươi không thấy tình thế cấp bách hả? Hả? Thấy không? Đừng có sử dụng cái phép thuật dịch chuyển di động gì đó, thời gian gì đó, đừng có dùng nữa, nguy hiểm quá. Biết vậy nha, hồi nãy á thằng Suri bắt cãi á, giết luôn là được rồi. Đúng rồi, giết luôn. Em thờ ơi chứ, thời cuộc có giờ này mà còn ngồi đọc báo được nữa. Sao nó nói là đưa ra bánh xe cái chút xíu mà tới giờ này vẫn chưa về. Dạ thưa cô chú mới về. Cái gì ba mẹ? Sao mà về trễ vậy con? Dạ con đưa Lý Minh đi ra bến xe, xong cái thấy trời đẹp cái đi vòng vòng chơi. À dạ. Vậy hả? Nè bắp cải. Cái gì vậy cái thằng này? Có phải cái cậu bé đó chính là... Anh! Sao vậy? Em đã nói là trùng tên thôi mà. Làm gì đứng khóm rớm hoài vậy? Đứng thẳng thớm lên coi. Dạ, ta đi chơi về nó mệt, nó mỏi. Trời, mỏi quá. Mỏi cái gì không biết. Ê, mà công nhận, dạo này thấy bắp cải còn mặc mái cáo là đẹp nè con ha. Đó, đứng cho mọi người ngắm đàng hoàng coi. Thấy không? Đẹp mà, đúng chưa? Được á. Mà nè, Suri. Dạ. Cái cậu bé gì đó là con quen cậu bé đó trong trường hợp nào vậy con? Dạ thì con đã nói rồi đó, đó là bạn của con. Mà chú biết không, lâu lắm rồi con mới gặp á. Bạn dạ. Hai đứa về rồi sao? Về rồi. Dạ. Ông ơi, Charu và các nhà phép thuật phái mỹ nữ đã theo tụi con về tận quá khứ đó. Cái gì? Chuyện đó như thế nào? Nói rõ ra xem. Dạ, bọn chúng đã cướp lấy dây chuyền của bắp cải và có ý định muốn nhốt tụi con quá khứ mãi mãi. Đáng lý ra tụi con đã mất sợi dây chuyền rồi, nhưng mà cũng nhờ có Lý Binh. Lý Binh đã giúp tụi con lấy lại, thành ra tụi con mới về được đó không? Chút xíu nữa là xảy ra chuyện lớn. Nhưng mà dùng phép thuật để di chuyển được mấy trăm năm thời gian như vậy thì phép thuật nó phải mạnh lắm. Hay là con quay của bắp cải nó có một bí ẩn gì đó cho nên mới tăng sức mạnh như vậy? Cũng có thể là như vậy. Lần sau thì không được sử dụng phép thuật mà di chuyển thời gian đó. Mấy cái đứa này. Anh Lý Bình chuẩn bị nhiều quà tới mức độ vậy nè. Nhiều vậy sao? Dạ. Anh còn lấy giấy bút trực tiếp viết là gửi tặng ba nữa. Ý nghĩa là cái gì em quên rồi. Đúng rồi, nói chung là em giải thích á là loay hoay lằng hoằng lắm. Tóm tắt lại là em biết chỉ được. Lẽ ra chị với chị Dê cũng đi nữa. Chị không đi là may lắm rồi đó. Suýt nữa
em bị nhốt trong quá khứ luôn rồi. Sao vậy? Bộ gặp bọn Sơn Tạc hả? Dạ... Dạ đúng rồi, gặp bọn Sơn Tạc. Nhưng tại sao lại thoát được về đây? Thì bỏ trốn thôi, đúng không? Ta về phái Ma Nữ ngay. Ta bây giờ đã là người của phái Nguyên Lão rồi. Người mãi mãi là người của phái Ma Nữ. Người có làm cái gì đi nữa cũng không thay đổi được đâu. Nguy hiểm sao? Cười hoài kể thôi. Sao kể xuống đi. Vậy nè, lúc đó là có em nè, anh Bất Cải, Ngọc Yến, Lý Bình với lại Người Hầu. Người Hầu, đúng rồi, cái ông Người Hầu nữa. Cái sợi dây gì biết không? Để thấp thấp xuống vậy nè. Lúc mà cái phái Ma Nữ danh cha ru vừa tới cái giật lên. Con có chuyện muốn nói với ông. Có chuyện sao hả Hoàng Đen? Con ngồi xuống và nói đi. Dạ. Con biết được một bí mật vô cùng quan trọng của phái Ma Nữ. Từ lâu phái Ma Nữ đã có chương trình đào tạo các nhà phép thuật đột biến gen. Tất cả bọn họ đều được đưa đến thế giới loài người. Họ là những người có năng lực rất là đặc biệt. Và quan trọng là họ được huấn luyện rất là kỹ. Tôi có nghĩ đến chuyện này, nhưng chưa có cách nào làm sáng tỏ ra. Tôi biết được vị trí đào tạo của các nhà phép thuật đột biến gen đó. Cái gì? Ở đâu? Từ căn cứ của phái Ma Nữ, đi về hướng Bắc khoảng 2.000 dặm. Ở phía Bắc hả? Ừ. Nếu thật sự chúng ta có chứng cứ về chương trình đào tạo những nhà đột biến gen của phái Ma Nữ, thì đây sẽ là cú sốc cho những người cầm đầu phái Ma Nữ đây. Trên thế giới phép thuật đã nghiêm cấm việc đào tạo ra các nhà phép thuật đột biến gen lâu lắm rồi mà. Nếu thực sự những người phái Ma Nữ đào tạo ra những nhà phép thuật đột biến gen thì cả thế giới phép thuật sẽ mất lòng tin vào những người cầm đầu phái Ma Nữ. Vì thế thì đây sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta. Vậy thì em phải về thế giới phép thuật để tìm ra cơ sở đó mới được. Phải vậy thôi. Đây là việc rất quan trọng. Dạ. Con cũng khó khăn lắm mới nói ra được điều này, đúng không? Dạ. Con là người của phái Nguyên Lão mà. Ông. Ông chú đó rồi ông. Ông chú về thế giới phép thuật rồi. Có chuyện gì mà sao lại về giờ này? Có chuyện quan trọng phải về. Ủa, chuyện gì vậy ông? Từ từ ông sẽ nói cho con nghe sao. Dì, dì ơi, dì nói con nghe đi mà. Dì biết cái lý do tại sao ông chú về thế giới phép thuật đúng không? Sau này ông chú sẽ nói cho con biết. Thôi mà dì. Dì không có nói được mà. Dì định đối xử với con vậy thiệt á hả? Dì dì à. Dì dì à. Dám đào tạo ra những nhà phép thuật đột biến gen. Đúng là hết nói rồi. Anh. Nếu mà lỡ như chúng ta bị nhốt ở quá khứ luôn á, thì không biết chuyện gì xảy ra ha. Anh nghĩ thì phải sống như loài người vậy thôi. Rồi giống như Lý Bình vậy đó. Vậy là có nghĩa mình không được sử dụng phép thuật hả? Ừ. Mà Suri à, nghĩ tới còn sợ nha. Chắc mai mốt đó, anh không dám dùng phép thuật để thay đổi thời gian nữa đâu. Nguy hiểm quá. Tại anh nhát quá, chứ em vẫn còn thích nè. Cái gì? Em thích đó hả? Em thích đó tại vì em thoát được. Nếu như mà em không thoát được em thích không? Em thích luôn. Anh cũng vậy. Thank you.
em ơi, anh đi làm nghe. Dạ. Hả? Anh đi làm mạnh giỏi, chiều nhớ về sớm, đừng để em tựa cửa chờ trông. Xin tiễn phu quân. Trời ơi em ơi, gì vậy? Thì anh nói là anh thích tiễn ra cửa. Thôi, tiễn ra cửa, tiễn bình thường em làm anh mọc ốc hết trơn trội rồi nè. Y như con phim Hồng Kông vậy đó. Không có, ông tổ dạy em vậy đó. Ông tổ ông về rồi, thôi tiễn bình thường giùm anh cái đi. À, tiễn bình thường ha, cho đỡ mệt ha. À. Đi làm nha, chiều về sớm ăn cơm. Đi đi. Trời ơi, sao cục lũng vậy đó hả? Không biết chú Mây nó đã tìm được trụ sở đào tạo nhà phép thuật biến đổi gen chưa nữa. Bây giờ này cũng chưa gửi bức điện nào về hết. Suri đâu? Lý Bình, Lý Bình trở về quá khứ rồi. Hả? Về rồi sao? Vậy mà đi không nói với tụi mình tiếng nào hết á. Mấy bạn đừng trách Lý Bình, anh ấy không muốn mọi người buồn nên không nỡ nói lời chia tay thôi mà. Dù là như vậy nhưng mà cũng không thể nào đi mà không nói tụi mình tiếng nào được. Lý Bình có gửi lời chào. Bạn cũng mới từ quá khứ trở về đây đúng không? Đâu có đâu. Chỉ có anh Bắp Cải, Suri, Ngọc Yến đâu đi thôi à. Ủa sao bạn không đi? Mình cũng muốn đi lắm, nhưng mà không có kịp. Mình với chị Gia Gia tới trễ. Hoa Hồng có chuyện gì vậy? Không, đâu có chuyện gì đâu. Cảm ơn nha. Lý Bình á, suy nghĩ vậy thì cũng có thể hiểu được đi. Còn mấy bạn, lẽ ra là phải nói trước cho tụi mình biết chứ. Mình xin lỗi nha. À, tại vì Lý Bình á, Lý Bình cứ đòi về nhà gấp hoài à. Lý Bình sợ là bọn Sơn Tặc hôm bữa mình gặp á sẽ quay lại làng, cho nên mình với anh Bắp Cải không còn cách nào khác, cho nên mới quay về á. Vậy lúc bạn với Bắp Cải quay về đó, gia đình Lý Bình có được an toàn không? Được chứ, may mắn lắm. Bọn Sơn Tặc hôm bữa bị mình dọa, sợ quá bây giờ hết dám quay lại rồi. Mà nè, bây giờ tụi mình quay ngược về quá khứ để thăm gia đình Lý Bình nha. Ở đây tụi mình có cỗ mấy thời gian nè, muốn đi đâu mà chả được. Thôi tụi mình đừng về quá khứ nữa, tụi mình tới tương lai đi. Tương lai hả? Hay là tụi mình tới 5 năm sau đi ha. 5 năm sau, vậy là lúc đó tụi mình 20 tuổi. Được á. 5 năm sau là tụi mình đang học đại học năm thứ hai đó. Nếu như mình ở lại lớp thì chắc đang học đại học năm nhất quá. Nhưng mà cái máy này có tính tương lai được không? Tất nhiên là được rồi. Mấy bạn nè, nhất thiết là mình phải đi tới tương lai sao? Thôi tụi mình đi đi. Ủa Suri sao vậy? Hả? Không đi hả? Không, đi, đi chứ. 5 năm sau là tụi mình 20 tuổi đúng không? Chúng ta đi thôi. Sao kỳ vậy? Sao tụi mình vẫn ở hiện tại? Gì kỳ vậy ta? Hay là tụi mình có làm sai chỗ nào không vậy? Sự thật thì hôm qua khi Lý Bình về quá khứ á, mình cũng định đi cùng chị Gia Gia, nhưng lúc vận hành máy thì nó không có chạy. Bây giờ thì mình chắc chắn là cái máy thời gian này có vấn đề rồi. Gì chứ? Tụi mình về quá khứ mấy lần rồi, có sự cố gì đâu. Lúc mà từ quá khứ trở về đây á, thì chỉ có mình, Ngọc Yến nha Bắp Cải thôi. Còn mấy bạn thì không về được.
Lúc đó mình đã cảm thấy kỳ kỳ rồi. Nếu mà không có sự cố gì á thì tại sao chúng ta không cùng về? Nếu như vậy thì mình thấy chuyện này lạ lắm á nha. Chắc là tại hồi nãy á tụi mình chưa có tập trung quá cho nên không có vận hành được cái máy thôi. Nói vậy cũng đâu có đúng. Mấy thời gian dù có một người vẫn có thể vận hành được mà, đâu cần phải tập trung gì. Đúng rồi, không phải là rất kỳ lạ sao? Cứ như vậy thì không được rồi. Nếu như các bạn biết anh Bắp Cải sử dụng phép thuật để di chuyển thời gian thì tính sao đây? Mặc dù cái máy thời gian là do mình sáng chế, nhưng mà mình cũng chẳng hiểu nổi nữa. Chắc chắn là có bí mật gì rồi, mình nhất định phải tìm ra. Nhưng bằng cách nào? Ba mình có một người bạn là giáo sư chuyên ngành cơ khí máy móc. Mình phải nhờ bác ấy xem cái máy này mới được. Ê Thu Hà, bạn tính đi thiệt hả? Mình tò mò về cái máy này lắm, mình đi một chút thôi à. Thu Hà. Suri bị gì vậy ta? Ông ơi, ông chú về rồi hả? Dạ chưa. Ý con muốn nói là Thu Hà với lại cổ máy thời gian có chuyện rồi ông. Thu Hà nói là sẽ mời một chuyên gia máy móc gì đó về để kiểm chứng. Có gì đâu. Đâu có được đâu ông. Điều đó sẽ chứng tỏ là cái máy đó vốn dĩ đã không hoạt động được. Nhưng mà tụi con mới vừa về quá khứ bằng cái máy đó mà. Dù đó là cái máy không hoạt động được thì cũng đâu có nghĩa là chúng ta đi về quá khứ bằng phép thuật đâu. Con cứ coi như không biết gì là được. Giải quyết như vậy cũng được không? Chứ có cách nào khác đâu. Thà là coi như không biết gì còn hơn là dùng phép thuật để xóa ký ức. Dạ con biết rồi. Mà ông đang chờ ông chú không? Thì đâu không biết, giờ này cũng chưa về. Thu Hoài về chưa? Chưa. Ấy, Thu Hoài về rồi kìa. Bác ấy nói gì? Nói gì chứ? Bác ấy la mình quá trời luôn. Còn cho mình là bị tâm thần nữa. Tại sao? Bác ấy không tin vào mấy chuyện này. Hỏi mình là bao nhiêu tuổi rồi còn tin vào mấy thời gian nữa. Sao lại nói như vậy chứ? Nhưng mà rõ ràng tụi mình đã đi về quá khứ bằng cái máy thời gian này mà. Đúng rồi đó. Sao bạn chịu nói với bác đó là tụi mình đã dùng cái cổ máy này nè để trở về quá khứ chứ? Sao mà nói vậy được? Đúng rồi. Nếu như mà nói với bác đó thì tụi mình đã phá vỡ trật tự thời gian rồi. Rốt cuộc mình cũng không hiểu chuyện này là sao nữa. Một cái máy thời gian không hoàn thiện cũng có thể đi về quá khứ sao? Lạ thiệt á. Bạn nghĩ sao? Hả? Nghĩ sao dễ vậy? Chuyện cái máy thời gian của Thu Hà á. Mình cũng không biết nữa. Mà nói chung á là công nhận cũng lạ thiệt. Mình nghĩ trong cái máy đó đang chứa đựng một cái bí mật gì đó rất là lớn. Vậy hả? Thôi mình có việc, mình lên phòng trước nha. Ngọc Yến. Dạ. Chắc chắn là tụi mình đã dùng cái máy thời gian mà Thu Hà làm để về quá khứ cách đây mấy trăm năm, rồi cách đây 15 năm trước lúc chị sinh ra đúng không? Dạ. Mà sao chị? Tại sao cái máy đó lại giấu dẫn được chứ? Ai nói với chị vậy? Thì giáo sư. Chính giáo sư đã nói như vậy. Sao em lại cười? Không có. Nhưng mà chị nghĩ cái máy đó là giới dẫn hả? Em không được nói như vậy. Nhờ cái máy đó mà tụi mình có thể về quá khứ biết bao nhiêu lần. Sao nó có thể giới dẫn được chứ? Thu Hà, sao bà không thử làm lại của máy thời gian đi?
Không, không được đâu. Là sao chứ? Cái máy đó chỉ đúng về mặt lý thuyết thôi, còn trên thực tế thì không được đâu. Sao lại không? Tụi mình đã dụng nó để trở về thời gian rồi mà. Nói chung, trời đất ơi, đi không có tin tức gì hết trơn, trời ở nhà sốt ruột muốn chết à. Anh nhớ em hả? Đó. Ê, nhớ con khỉ. Ôi, nhà mình mới nuôi con khỉ anh. Có ra chứng cứ gì chưa? Dạ có. À, tụi nhỏ có nhà đủ hả anh? Tụi nó ở nhà hết. Vậy thì em tụ họp tụi nó lại, nó một thể luôn.